Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của Mẹo Hay iOS và Android. Thì vừa qua Apple vừa tung ra cái bản cập nhật iOS 15.6 và đây rất có thể là bản cập nhật của iOS 15 cuối cùng trước khi mà Apple tung ra bản iOS 16 đi kèm với iPhone 14 trong tháng 9 sắp tới đây. Thì cái bản cập nhật iOS 15.6 trên cái thiết bị iPhone XS của mình mặc định đang chạy 15.5 thì chúng ta sẽ nâng cấp lên khoảng 455MB để có thể tải về cái bản cập nhật iOS 15.6. Cái dung lượng này nó sẽ có thể là thay đổi tùy theo cái máy của các bạn nha. Rồi thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài những cái cảm nhận đầu tiên khi mà mình mới vừa cập nhật cái thiết bị iPhone XS của mình từ iOS 15.5 lên iOS 15.6 này. Theo như Apple công bố thì bản cập nhật iOS 15.6 này chỉ tập trung sửa một vài lỗi nhỏ thôi các bạn, bổ sung thêm tính năng xem lại tua nhanh hay là phát lại những cái trận thể thao trên Apple TV, hay là khắc phục cái tình trạng là cái thiết bị luôn báo cái tình trạng bộ nhớ đầy mặc dù là bộ nhớ nó không có đầy. Ngoài ra thì cũng sửa lỗi cái ứng dụng trình duyệt Safari nè, mỗi khi mà chúng ta mở một thanh tách mới thì tự động nó mở lại trang web cũ, thì nó cũng đã sửa lỗi trong cái phiên bản iOS 15.6 này luôn nha. Rồi thì đó là một vài thay đổi mà Apple công bố trong cái phiên bản iOS 15.6 này. Thì khi mà mình tiến hành nâng cấp cái thiết bị của mình là iPhone XS lên cái phiên bản iOS 15.6 này, thì mình chia sẻ với các bạn một vài cảm nhận của mình sau khi mà mình nâng cấp lên từ tối hôm qua đến giờ và mình sử dụng. Đầu tiên thì mình sẽ nói về những cái trải nghiệm của lướt và kéo và vuốt trên màn hình. Thì mình cảm thấy cái độ mượt của nó vẫn như cũ nha các bạn, nó không có gì thay đổi, nó không làm cho máy chúng ta nặng hơn hay là giật lag gì nha. Thì cái thao tác vuốt và kéo hay là thoát ứng dụng, mở ứng dụng thì nó cũng vẫn như cũ, không khác gì so với cái phiên bản iOS 15.5. Tiếp theo là mình nói về phần nhiệt độ. Thì khi mà vừa cập nhật lên cái phiên bản iOS 15.6 này nè, máy vừa khởi động lại một vài lần đầu thì mình cảm thấy nó khá là nóng. Nhưng mà cái điều đó là hoàn toàn bình thường sau khi mà chúng ta tiến hành cập nhật phần mềm. Sau khi mà mình đợi cho máy nó nguội với lại mình khởi động lại một vài lần thì mình thấy nó không có bị tình trạng quá nhiệt nha các bạn, nó không có nóng. Khi mà chúng ta sử dụng thì nó khá là mát, thao tác mượt. Rồi, có một điều mình thấy nó thay đổi, nó khắc phục được cái lỗi trên iOS 15.5 là đôi khi mình sử dụng cái bàn phím nó bị lag. Mình bấm bàn phím nó không nhận kịp cái thao tác nhấn của mình. Thì trên cái iOS 15.6 này thì mình không gặp cái tình trạng đó nữa. Mình bấm là hầu như bàn phím nó không còn cái tình trạng bị lag nữa nha, bấm là nó sẽ nhận liền luôn. Thì đây là cái thay đổi mà mình thấy nó rõ rệt trên cái thiết bị iPhone XS của mình. Ở phiên bản 15.5 mình bị tình trạng lag bàn phím nha, bấm nhanh thì nó nhận không kịp, còn lên 15.6 thì không còn tình trạng này nữa. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói về vấn đề pin nha. Khi mà mình nâng cấp lên thì mình thấy pin của nó cũng không thay đổi nhiều so với phiên bản 15.5. Thì cái cường độ sử dụng của mình cũng giống như bình thường và cái thời gian sử dụng nó cũng không thay đổi gì, nó cũng không tăng cũng không giảm. Còn về cái tình trạng pin này nè, khi mà mình nâng cấp lên thì lúc đó máy mình đang là 85% dung lượng tối đa, thì khi mà mình nâng lên thì nó bị giảm 1%, còn lại 84%. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ nói đến phần hiệu năng. Thì hiệu năng của iOS 15.5 trước khi mình nâng cấp, mình đo theo cái phần mềm GarageBand 5 thì nó đạt khoảng bao nhiêu đây. Còn khi mà mình nâng cấp lên cái phiên bản 15.6 thì các bạn xem bên này. Thì như các bạn đã thấy thì điểm hiệu năng đo trên GarageBand 5 nó không có chênh lệch nhiều nha. Quả chăng thì cái phiên bản 15.5 nó hơn được một vài điểm gì đó không đáng kể. Rồi, tiếp theo thì đối với phần mềm AnTuTu Benchmark thì ở phiên bản 15.5 là bên đây, còn phiên bản 15.6 là mình chấm lại bên đây. Thì theo như cái kết quả mà mình đo trên AnTuTu Benchmark này thì phiên bản 15.6 nó cao hơn, nhưng mà điểm số này cũng không đáng kể là bao. Qua đó thì chúng ta có thể rút ra là khi mà nâng cấp lên phiên bản iOS 15.6 này thì hiệu năng của chúng ta hoàn toàn không bị giảm nha các bạn. Rồi, hiệu năng thì vẫn giữ nguyên, khắc phục được lỗi lag bàn phím. Pin thì cũng khá là ổn định, nó cũng không tăng cũng không giảm. Còn lại thì những cái thao tác giống như là vuốt hay là kéo hay là mở ứng dụng gì đó thì chúng ta sử dụng bình thường.
Rồi, riêng về cái thiết bị iPhone XS của mình thì những bạn nào sử dụng iPhone XS thì mình khuyên nên nâng cấp lên phiên bản iOS 15.6 này nhé, vì nó khắc phục được cái lỗi lag bàn phím rất là khó chịu trên iOS 15.5 mà mình đã khắc phục rất là nhiều nhưng mà không được trên phiên bản iOS 15.5. Thì khi mà mình cập nhật lên cái phiên bản iOS 15.6 mới nhất này thì cái lỗi đó nó mới hết. Thì đây là cái phiên bản mình nghĩ là có lẽ là phiên bản nâng cấp cuối cùng của iOS 15 rồi, vì cũng đã gần đến ngày iOS 16 ra mắt đi kèm với iPhone 14 tháng 9 tới đây. Thì nếu mà bạn nào muốn nâng cấp lên phiên bản này thì nên nâng để mà trải nghiệm nhé. Nó khắc phục được lỗi lag bàn phím trên iPhone XS. Còn những cái dòng máy khác thì các bạn có thể nâng cấp và cho mình biết cảm nhận trong phần comment bình luận của video nhé. Rồi, video của mình chia sẻ cảm nhận sau khi mình nâng cấp iOS 15.6 lên cái chiếc iPhone XS của mình. Đến đây xin tạm dừng. Nếu mà các bạn thấy video hữu ích thì like, share, đăng ký kênh để ủng hộ kênh phát triển và hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.